Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, sáng nay nhận được tin sự ra đi của giám mục Đa Minh Mai Thanh Lương, chúng tôi có sự hiện diện của ông Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali. Và hôm nay thì cũng xin mời ông Phát Bùi đến với chương trình của chúng tôi qua sự ra đi của vị lãnh đạo tinh thần Công giáo giám mục Đa Minh Mai Thanh Lương. Thưa ông Phát Bùi. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một cái tin vô cùng là xúc động đối với chúng tôi và đại diện cho Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali. Toàn thể người Việt từ Ventura County xuống đến San Diego, chúng tôi xin gửi lời thành kính chia buồn đến tất cả các quý vị trong các cộng đoàn Công giáo ở Nam Cali cũng như ở khắp nơi. Đức cha Mai Thanh Lương đối với chúng tôi là những người chúng tôi vô cùng trân quý, là những người cá nhân chúng tôi là người sinh hoạt với hội chuyên gia và thương gia Công giáo từ 4-5 năm qua. Chúng tôi cũng đã có nhiều dịp tiếp xúc với lại Đức cha và có cái lòng hết sức là thương mến và kính mến Đức cha. Thưa quý vị biết không, trong thời gian 2-3 năm qua, Đức cha đã thúc đẩy các anh em trong hội chuyên gia Công giáo để ráng cố gắng làm sao gây quỹ cũng như là tạo dựng được tượng Đức Mẹ La Vang ở nhà thờ Kiến, và công trình nó đang sắp sửa được thành hình thì Đức cha đã đột ngột ra đi. Ngày chiều hôm qua chúng tôi cũng đã nhận được email của anh Bảo Nguyễn, là một thành viên kỳ cựu của Hội Chuyên gia Công giáo, cho biết là đã có một cái buổi lễ cầu nguyện cho Đức cha Mai Thanh Lương vào 5 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua tại nhà thờ Kiến và ông anh Lân. Chúng tôi một lần nữa xin gửi lời thành thật, thành kính, chia buồn đến toàn thể quý vị Công giáo. Kính thưa quý vị, trong lúc chúng tôi gửi đến quý vị tin tức đặc biệt giám mục Đa Minh Mai Thanh Lương, thì chúng tôi cũng nhận được một cái email của ông Hoàng Kiều gửi cho chúng tôi và nhờ chúng tôi thành thật, tôi thành thật gửi lời chia buồn đến với cộng đồng Công giáo của miền Nam California cũng giống như toàn Hoa Kỳ. Về được biết sự ra đi của giám mục Đa Minh Mai Thanh Lương là một trong những cái xúc động lớn cho tôi, và trong quá khứ tôi đã có những sự liên hệ đặc biệt với Đức Giám mục và nguyện cầu linh mục ra đi được lên đến thiên đàng. Kính thưa quý vị, đó là lời chia buồn của ông tỷ phú Hoàng Kiều gửi cho chúng tôi sáng nay về sự ra đi của giám mục Đa Minh Mai Thanh Lương. Thế thì cộng đồng của chúng ta có một cái gì đặc biệt để trong những cái ngày tới, trong cái lễ an táng hay lễ tang của ngài không, thưa ông Chủ tịch? Chắc chắn là chúng tôi sẽ đi tham dự lễ tang của Đức cha rất là đông, và chúng tôi cũng đang tìm hiểu xem nếu cộng đồng muốn gửi vòng hoa đến để mà tiễn đưa Đức cha thì không biết là phải gửi về đâu, thì tôi đang liên lạc với lại Hội Chuyên gia Công giáo để cố gắng tìm hiểu điều đó. Vâng, kính thưa quý vị, đó là ông Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali đến với Cà Phê Sáng chúng tôi qua cái tin đột ngột Đức Giám mục Đa Minh Mai Thanh Lương ra đi vào ngày hôm qua. Và trở lại một trong những sự kiện chính hôm nay thì có luật sư Nguyễn Quốc Lân, là một trong những ủy viên học khu của học khu Garden Grove. Thế thì bây giờ thì ai là chủ tịch của hội đồng học khu Garden Grove, thưa luật sư Lân? Dạ vâng, tôi trong buổi bầu cử ngày hôm qua tôi được xuống chức, xuống còn phó chủ tịch của hội đồng khu Garden Grove. Đây là cái việc bầu cử chắc là luân phiên, routine như vậy. Dạ vâng, các thành viên nhau, tại vì các thành viên cũng thay phiên nhau, được nhiều người có cái kinh nghiệm làm việc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, và cũng tùy theo cái thời điểm như thế nào đó thì các thành viên đã bầu ông Bob Harden làm chủ tịch của hội đồng giáo dục trong phiên họp ngày hôm qua, và tôi được bầu làm phó chủ tịch của hội đồng giáo dục trong nhiệm kỳ năm nay. Thế kỳ này luật sư còn ra tranh cử nữa không? Dạ vâng, năm tới tức là 2018 tôi sẽ tái tranh cử lại. Và cũng là ngày hôm qua tôi nhận được cái vinh dự được có cái pin
có cái cấp bằng gắn trên áo được vinh danh là 15 năm phục vụ trong học khu. Là tôi được đắc cử được khoảng 16 năm rồi. Và năm trong cái buổi tới 2018 tôi cũng sẽ tái tranh cử lại cho sau cái nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Hy vọng là luật sư sẽ đóng góp. Luật sư Nguyễn Quốc Lâm là phải nói là người dân cử Việt Nam tại chức lâu nhất, thâm niên nhất trong số các đơn cử người Việt Lần Nam. Tiền nhiều nhất không anh? Để đó thì chắc chúng ta phải không có lương phải không luật sư? Có chút đỉnh. Có lương mà các dân cử họ có khoảng vài 300 đồng. Có người một cửa đơn vị 300, 500 gì đó. Cái tiền nó gọi là stipend. Là tiền là đi họp. Đi đó như vậy. Thành ra cái stipend, cái quyền lợi của họ, cái tiền chỉ có tiền lương. Nhưng mà trong cái nhiệm kỳ của anh Lân thì anh Lân đã là cái người mà có cái công lớn trong cái việc mà mang song ngữ, dạy tiếng Việt và tiếng Anh cũng như là các tiếng khác trong các trường học của học khu Garden Grove. Cảm ơn anh Lân đã làm cái việc đó cho người Việt chúng ta. Và hôm nay thì... Và cũng nói thêm, cũng em mười mấy năm trước, lúc mà em ra high school thì chữ ký của anh Lân cũng đã ký cho em. Ôi vậy sao? hay quá ha. Dạ vâng, đó là cái vai trò chủ tịch của hội đồng giáo dục, họ phải ký xác nhận trên cái diploma, cái bằng bằng của tất cả các học sinh ra trường đó. Thế trở lại một trong những cái sự kiện mà chắc là quý vị cũng biết, chúng ta còn một cái thời gian rất ngắn để đón mừng Xuân Mậu Tuất. Thì năm nay như thường lệ thì quý vị, năm nào Tết đến chúng ta cũng thấy một cái cuộc diễn hành rất là trang trọng diễn ra ở trên con đường Vô Sa. Thì sẵn tiện có ông chủ tịch cộng đồng ở đây, năm nay chương trình diễn hành Tết như thế nào thưa ông chủ tịch? Năm nay chúng tôi dự định sẽ làm lớn hơn, quy mô hơn, và hy vọng là cứ mỗi trong cái đà mỗi năm làm mỗi hay hơn, chất lượng nó cao hơn. Thì cũng vậy, năm nay chúng tôi dự trù cái ngân quỹ sẽ tăng lên nhiều hơn so với những năm trước. Những năm trước chúng tôi dự trù ngân quỹ khoảng 110.000, thì năm nay chúng tôi tăng lên là 150.000 để làm nó hay hơn, đẹp hơn cho đồng hương. Và năm nay cái chủ đề chính, cái xe hoa chính, lần đầu tiên cộng đồng thực hiện xe hoa chung với lại Hội Cửu Long Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi sẽ làm con tàu HQ-10 rất là dài, 60 feet, tức là bằng 1/3 con tàu thật. Và trên đó sẽ có các thủy thủ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như là hồi xưa chúng ta đã đi trên con tàu HQ-10. Thì kính thưa quý vị, năm nay vì cái số chi phí sẽ lên cao, chúng tôi rất là lo lắng. Và chạy đông chạy tây kêu gọi các nhà mạnh thường quân đứng ra giúp đỡ cộng đồng để mà có cái diễn hành Tết thật là đẹp. Thì cái người đầu tiên mà giúp chúng tôi đã trả lời cái tiếng kêu gọi của chúng tôi là bác sĩ Mai Cổ Đào. Chúng ta không ngạc nhiên bởi vì bác sĩ Mai Cổ Đào trong những thời gian vừa qua đã giúp đỡ rất nhiều, không những trong các chương trình trong cộng đồng chúng ta mà còn giúp đỡ nhiều trong các chương trình của người bản xứ như là cứu lụt vân vân. Thì bác sĩ Mai Cổ Đào nói rằng bác sĩ Mai Cổ Đào dự định là sẽ cho tôi một số tiền và cho diễn hành tiếp một số tiền, thì tôi muốn chọn bao nhiêu cũng được. Cuối cùng thì tôi chọn là một nửa, và bác sĩ Mai Cổ Đào đồng ý cho diễn hành Tết 10.000 và cho cá nhân tôi, tranh cử của tôi, $10,000 để tranh cử trong năm 2018. Thế nhưng khi mà về họp đưa ra tin mừng thì các thành viên trong ban tổ chức nói là hiện giờ chúng ta tăng ngân quỹ lên, có thể còn thiếu nhiều tiền, anh có thể anh nhường cái phần mà bác sĩ Mai Cổ Đào cho anh 10.000 để cho diễn hành Tết được không? Thì tôi bắt buộc phải hy sinh. Thành cho tôi nói nếu thiếu tiền, nếu mà không gây được quỹ thì cái phần Mai Cổ Đào dành riêng cho tôi, tôi sẽ nói Mai Cổ Đào tặng hết cho diễn hành Tết, tức là bác sĩ Mai Cổ Đào dự trù sẽ cho lên đến $20,000. Chúng tôi thì cà phê sáng muốn chúc quý vị làm sao có một cái cuộc diễn hành rất là trang trọng, phù hợp với cái nền văn hóa của người Việt chúng ta vào ngày Tết Nguyên Đán. Nhưng có một điều mà năm nào chúng tôi cũng ghi nhận rất cái phản ánh rất nhiều, và luôn tiện hôm nay thì ông chủ tịch, và chúng tôi hy vọng rằng ông chủ tịch đáp ứng cái lời kêu gọi của rất đông của những người tham dự cái buổi diễn hành. Họ comment, họ phê bình quý vị sử dụng cái đó cho mục đích của những vị dân cử ứng cử quá nhiều. Chúng tôi đến để tham dự diễn hành, chúng tôi muốn đến để vui chung một cái ngày vui của cộng đồng người Việt. Chúng tôi không muốn đến để nghe cái ngày đầu năm bắt buộc chúng tôi phải mất nhiều thì giờ hay nghe hết vị dân cử này đến vị dân cử kia. Đó là một sự kiện mà tôi nghĩ rằng càng ngày chúng ta cũng phải cần có sửa đổi đó. Vì bao nhiêu thì giờ trời nắng chang chang đến đó để rồi mất hết 10 phút này 10 phút kia của những vị. Chúng ta phải có một cái niềm vui chan hòa với nhau, tôn trọng tất cả mọi người. Và cái điều đó là cái phản ánh mà chúng tôi nhận được rất email hôm nay liên tiện chúng tôi trình bày với ông chủ tịch cộng đồng. Và chúng tôi hy vọng tiếng nói của những người đó quý vị đáp ứng lại cái lời kêu gọi của họ. Chúng tôi xin ghi nhận đóng góp của tất cả quý đồng hương quan tâm đến việc đó.
và chúng tôi sẽ cố gắng uyển chuyển, không thể nào mà chúng tôi không cho các vị dân cử đây đi được. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao những cái việc đó nó hạn hẹp lại. Và tôi xin hứa là năm nay tôi sẽ yêu cầu thị trưởng tại Đức Chí là chỉ một mình thị trưởng tại Đức Chí tuyên bố mà thôi. Và các nghị viên trong thành phố Westminster, vì cái lời yêu cầu của Đồng Hương, xin quý vị đừng lên sân khấu để mà cùng phát biểu với thị trưởng tại Đức Chí. Cảm ơn quý vị. Hôm nay thì chúng tôi đặc biệt có luật sư Nguyễn Quốc Lân đại diện cho giới trẻ Công giáo, cũng giống như ông Phát Bùi, chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, đến để chia buồn về sự ra đi mất mát lớn lao đối với cộng đồng người Việt chúng ta qua sự ra đi của giám mục Đa Minh Mai Thanh Lương. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.